Chào quý vị, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay 30 tháng 12 năm 2023 cũng nhằm dịp cuối năm, thì xin điểm tin phòng khám cho từ yêu thương cho không. Địa điểm là của các thầy ở chỗ phòng khám cũ của thầy của cha trước đây, thì ở ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cộng Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì hoạt động của phòng khám bắt đầu từ thứ hai cho đến sáng thứ bảy, còn chiều thứ bảy và chủ nhật sẽ được nghỉ. Xin quý vị với các bạn, các cô chú và các anh chị theo dõi cái điểm tin hôm nay nhé. Sau khi tổ chức xong cái lễ ra viện cho 6 bệnh nhân hoàn thành phác đồ trở về gia đình, thì các hoạt động khám chữa bệnh sẽ trở lại bình thường. Rất đông cô chú các anh chị cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến đây. Đây là bác Hòa, đây là nơi thuốc cho bệnh nhân. Hôm nay thì chỗ thầy Thưởng cũng đã họa được bức ảnh của cha bự lớn hơn, còn cái khung đó là do cô Chính ở An Giang có tài trợ, của gì tạo ra được cái khung thờ cha. Ở đây là nơi khám bệnh của chỗ thầy quý. Thầy Nguyễn Thanh Quý. Chào anh thẳng giữa. Tao nói con cháu tao không làm. Các bệnh nhân cũng đã đợi ở trước chỗ phòng thầy Quý và chỗ thầy Tiến. Bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân cầu nguyện cho Chúa và cha Pedro Nguyễn Văn Tường được sớm lành bệnh, như 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ đã làm lễ ra viện hồi nãy. Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, Chúa Giêsu cầu mong Chúa và Cha phù hộ các bệnh nhân sớm hoàn thành phác đồ trở về với cộng đồng, với gia đình đang mong đợi, các người thân đang mong đợi, bệnh nhân cũng như người thân đến nuôi bệnh. Chúc lòng thành kính cầu mong cho Chúa Giêsu và cha Pedro Nguyễn Văn Tường phù hộ cho chúng con được mau khỏi bệnh để về đón Tết Nguyên Đán năm 2024 thật là vui tươi đầm ấm.
rồi. Sau đây chúng ta qua phòng chỗ thầy Võ Duy Tuyến. Các bệnh nhân cũng đã đợi chờ rất đông. Thầy ông kia thầy có kêu mua bộ protein chưa? Không có mua cái đấy. Bộ protein kết hợp với đường của máu. Không uống được nha. Không uống được. Các bệnh nhân cũng kiên trì đợi chờ. Mặc dù hôm nay thứ bảy làm việc buổi sáng, nhưng mà sáng nay phải tổ chức cái lễ ra viện cho nên chiếm thời gian. Làm cho các bạn nhân phải đợi chờ chút xíu nói chung. Sắp tới đây thì chắc tuần tới cũng tổ chức cho xuất viện nhiều bệnh nhân. Bây giờ cuối năm các bệnh nhân hoàn thành phác đồ và đi kiểm tra sức khỏe lại thì nói chung cơ bản cũng đạt theo yêu cầu, các chỉ số ung thư đều giảm, cho nên các thầy quyết định cho xuất viện. Xuất viện cũng có trao giấy chứng nhận hoàn thành phác đồ quá vậy. Thì như thầy Thanh hồi nãy đã nói, trước đây thì khi xuất viện chỗ Xuân Dũng vận động chỗ Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mỗi người 1 triệu đồng, nhưng mà có cái do đến quý thầy thì tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, các thầy chưa có vận động được ai để hỗ trợ tiền xe đi lại cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Mong rằng các bệnh nhân cũng thông cảm và chia sẻ giùm. Người phát gạo, phát thuốc. Đây là nước của cái gì, những bình nước do chỗ anh Giang cũng Mạnh Thường Quân tại đây tài trợ. Bó thuốc chứ thuốc chăng? Dạ. Nãy giờ ở đâu ông mà nắng hả? Dạ. Đáng khỏe. Tiếp tục công trình xây dựng phòng khám. Đây là xây dựng
ngay chỗ cái phòng bảo vệ này quý vị. Công trình xây dựng phòng bảo vệ. Đây là công trình xây dựng phòng khám. Công nhân ở trong hồ xây dựng tóc phòng nha. Cửa, các cái cửa lại phòng khám. Các bức tường lần lượt bắt đầu dựng lên. Trong cái nắng gay gắt như hôm nay, các công nhân vẫn miệt mài thi công không có gì. Phía sau mình là nguyên dãy toilet cũng vẫn như cũ. Cái gì toilet gồm 7 phòng, 7 cái toilet hồi xưa làm bằng cây tre lá, bây giờ được mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng bằng gạch, lát gạch luôn. Tham quan cái toilet đó. Đó, cái lavabo vẫn còn như cũ, chỉ có thay đổi lá bằng tường thôi. Đó, phòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy. Thì được che là giải để tạm thời cho người bệnh cũng như bệnh nhân tiểu tiện, đại tiện. Đó là một toilet chứ chưa có toan nào gì. Nay mai cửa sẽ gắn luôn. Diện tích một cái phòng này cũng rất rộng luôn. Phía sau lưng là phòng khám tạm bợ ha. Sau này xây dựng xong thì mình từ từ sẽ dời qua. Chỉ còn cái nhà bệnh nhân chờ cái khám bệnh. Nhà sẽ dựng lên bằng nhà tiền chới
Bây giờ chúng ta ra cái chỗ xây dựng công trình của cha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây công trình cái nhà bảo vệ đã hoàn thành hả quý vị? Chỉ còn lót gạch, tô tường cái nữa xong. Đang tô cái gì? Đó, thợ đang tô. Đây. Cánh cửa nhôm ha. Các công nhân đang hoàn thành tiến độ cho hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật các anh đều nghỉ. Đây là công trình xây dựng các cái phòng để chữa bệnh nữa quý vị, tại phòng khám. Xin nhắc lại một lần nữa, công trình này xây dựng trên cái phòng khám cũ của cha Từ. Rồi tới đây bắt đầu đổ đà xong xuôi là làm cái mái. Các ông thợ cũng đang đang nghỉ mệt. Hôm nay là anh Chính nè. Anh Chính nhà ở sát vách cha tường, hồi xưa giờ cũng rành tất cả mọi chuyện ở địa phương này nha quý vị. Đây toilet. Đấy, các phòng của toilet. Này. Các phòng toilet. Bên đây là hai phòng, bên kia hai phòng, có vách ngăn tường. Còn đây nhà chờ của các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Cửa rào chắc hôm nay tranh thủ đặng đổ cái đường ray cửa rào đặng để bắt đầu lắp đặt cửa rào. Rồi mình tên là Thành Võ, truyền thông của kênh phòng thám khám cha tường yêu thương cho không, và cái kênh tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới. Thì đến đây xin kết thúc video điểm tin hàng ngày của phòng khám cũng như là tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Thì khinh sang chuẩn bị bước sang năm mới, năm 2024, xin kính chúc cô chú các dì các bạn anh chị một năm mới là tràn đầy niềm, tràn ngập niềm vui, tràn đầy sức khỏe, có những cái niềm tin mới trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin kính chào.